Hôm nay em lên em không định bóc phốt một nước hoa của ai cả Nhưng mà hôm nay em phải lên làm cho các anh chị để anh chị phân biệt được đâu là bờ lêu hàng chuẩn Và đâu là bờ lêu hàng hàng giá, hàng nhái, hàng kém chất lượng nhá Đấy các anh chị nhìn ngay cho em này Hàng chính hãng của bờ lêu là đai tay phải em đang cầm đây ạ Đấy còn hàng trắng này là hàng đều hàng kém chất lượng đây là hàng chính hãng này còn đây là hàng đều hàng kém chất lượng này để em phải phân biệt ngay để cho anh chị mình uh, biết được đâu là hàng uh, kém chất lượng và đâu là hàng thật nhá hôm nay đáng lẽ là cái hàng thật này bên em bán giá rất là cao nhưng để vạch mặt và để gọi là bạn uh, để để vạch mặt những cái hàng đều hàng kém chất lượng này người hàng đều hàng kém chất lượng này người ta bán 299 nghìn bây giờ em sẽ bán cho anh các anh các chị hàng chính hãng cũng chỉ giá 299 nghìn thôi để các anh anh chị nhận được một cái hàng chính hãng về Để làm sao ạ à? Để mình biết được là mình dùng cái hàng chính hãng nó sẽ như thế nào Hàng chuẩn nó sẽ như thế nào nhá Đấy, hàng chính hãng bên em các anh chị nhìn ngay cho em ạ à. Tất cả 100% của nó đều là đen Đều là đen luôn nhá Còn hàng kém chất lượng là Vỏ của nó màu trắng này Còn hàng chính hãng bên em đen toàn bộ cho mình luôn Đấy, em bán cho các anh chị với giá 299.000 thôi anh chị nào lấy thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em là một chai kèm số điện thoại, lấy hai chai em miễn phí giao hàng cho mình luôn. Nhanh tay để lại số điện thoại cho em thì có hàng nhá. Các anh chị người ta bán cái hàng đều hàng kém chất lượng cho anh chị cũng giá 299.000 em đang bán hàng chính hãng thì em rất là cao nhưng hôm nay để vạch mặt những cái người bán hàng giá này em cũng giảm ngay cho các anh chị với giá 299.000 một chai thôi đến tận nơi mình kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em ok chưa ạ đấy em sẽ bóc ra ngay cho mình xem luôn nhá hàng chuẩn và hàng nhái nó sẽ như thế nào đấy để cho mình phân biệt được hàng chuẩn và hàng nhái nhá nam nữ dùng được ạ à? cứ để lại số điện thoại cho em thì có hàng đấy hàng chuẩn thì 100% chữ của nó là chữ vàng chữ của vàng ở trên nắp nhá còn hàng đều là chữ của nó là chữ trắng và chai của nó chữ cái chai hàng chuẩn bên em ấy nó là một màu đen tuyền luôn còn hàng giả ấy nó sẽ có bóng bóng và nhìn thấy vân tay đằng sau luôn và cái hàng chuẩn bên em là nắp hít nhá các anh chị nhá nắp hít luôn ạ à. đấy còn hàng giả thì nó sẽ không có nắp hít đâu nó chỉ là một cái nắp bình thường thôi ạ à. đấy nhanh tay để lại số điện thoại cho em nhá Người ta đang bán hàng giá là 299.000 một chai cho anh chị Nhưng mà bây giờ em bán hàng chính hãng thì em cũng chỉ có 299.000 một chai thôi Đấy, các anh chị nhìn kỹ ô em này Bờ leo chữ hàng chuẩn là chữ vàng Đấy, còn chữ hàng đều là chữ trắng 299.000 một chai nam nữ dùng được anh chị ơi Đấy, và được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em dưới dưới nắp nhá các anh chị nhìn kỹ nhá, dưới đít chai này nó sẽ là vân nghĩa là dập nổi, hàng chính hãng sẽ dập nổi các anh chị sờ tay là cảm nhận được. Còn hàng đều thì các anh chị nó như một cái miếng dán vào thôi. Đấy nhìn và nhìn thấu qua cả trong luôn ạ. À. 299 000 một chai em bán hàng chuẩn cho mình luôn. Và lấy hai chai miễn phí giao hàng nam nữ dùng được 100 ml. Anh chị nào lấy thì nhanh tay để lại số điện thoại bởi vì là em muốn giành mặt những cái hàng đều này. Nên là hôm nay hôm nay xả cho mình với giá quá rẻ luôn nhá. Ở đến tận nơi mình được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em. Đấy cứ vào phần mềm Việt Check hoặc là ai check mình check hàng ra cho em thoải mái cho em nhá. Hàng chuẩn thì làm 100% chữ của nó là chữ vàng, bờ leo chăn neo là chữ vàng. Đấy, còn cái hàng đều ấy thì nó là bờ lêu chanel chữ trắng nhá anh chị nhá Đấy anh chị nhìn kỹ hộ em này giá là 3 triệu 345 nghìn mà bây giờ em bán cho mình với giá 299 nghìn đến tận nơi được xem hàng trách mã vạch thoải mái và mẫu này nhà em là các anh chị lưu ý nhá mình chỉ xem hàng ở ngoài sờ tay cảm nhận là cái chữ dập nổi thôi còn không được bóc tem của bên em ra nhá bởi vì là cái tem này nếu mà anh chị bóc hàng ra thì đã qua sử dụng rồi nên là các anh chị lưu ý hộ em là chỉ cần kiểm tra mã vạch này chữ vàng này và dập nổi thôi là được nhá Đấy rồi vì mình nhận hàng thanh toán xong thì về nhà kiểm tra nắp hít cho em Đấy để lại số điện thoại nhanh cho em ạ à. 299.000 một chai Lấy hai chai miễn phí giao hàng Bình thường ở bình thường cái chai hàng đều người ta cũng bán cho các anh chị với giá 299.000 rồi Bây giờ em bán cho các anh chị hàng chuẩn chữ vàng nắp hít Với giá cũng chỉ có 299.000 một chai thôi Nhanh tay để lại số điện thoại nhé Em không không bán nhiều đâu ạ, à. em chỉ bán một số lượng để cho các anh chị biết được cái hàng chuẩn nhà em như nào và hàng giá trên thị trường là như thế nào nhá. Đấy lại số điện thoại nhanh cho em là một chai kèm số điện thoại hoặc là hai chai kèm số điện thoại cho em, bên em sẽ có nhân viên chốt cho anh chị nhưng mà bên em chỉ chốt một số lượng cụ thể thôi, không chốt nhiều được nhá. Bởi vì là giá bên em đang bán là 3.345.000 cơ. Đấy để lại số điện thoại nhanh cho em là Uh, một chai hoặc hai chai kèm số thoại ưu tiên cho anh chị nào lấy từ hai chai trở lên em bán để cho một số anh chị nào mà nhận được hàng rồi thì phèo bách lại cho bên em nhá chữ vàng là hàng chuẩn và cái vỏ của nó là đen tuyền 100% là hàng chuẩn còn hàng mà chữ trắng và ở vỏ ngoài của nó có trắng nữa là hàng giả hàng kém chất lượng nhá nhanh tay để lại số điện thoại cho em thì có hàng ạ